Xếp đàn Như Nguyễn xin chào quý vị và các bạn trở lại kênh Xếp đàn Như Nguyễn nha. Hôm nay Như Nguyễn giới thiệu cái nhà mình là mấy cái đàn tranh giá rẻ ha. Đây 2,5 triệu, đàn tranh 17 dây. Gỗ này là gỗ nước ngoài ha. Nó rất đẹp luôn. Đó, mặt ngô đồng đó. Nó dây 17 dây ha. Đó. Thì nhưng vừa về được 4 cây. Đó. Thì cái nhà mình có nhu cầu thì liên hệ với Nguyễn nha, số điện thoại với Nguyễn là 0987994759. Thì cái này tiếng khá là hay ha, mấy cái này tiếng khá hay, viên chữa lên vậy. Tiếng hay ha. Còn này đang bầu điện. Đang bầu điện nha, này có giá là 1 triệu 2. Đó, cái này là dáng hương, mặt thông. Đấy. Giá 1,2 triệu nha cả nhà. Rất đẹp ha. Cái nhà có nhu cầu thì liên hệ với Nguyễn nha. Còn cây trong này là cẩm lai. Đó. Cẩm lai mặt ngô đồng. Cái này cẩm lai chạm rồng. Rồi đàn acoustic thì có giá từ 1 triệu ha. 1 triệu lên, còn đàn thùng phím lõm thì từ giá 900 trở lên. Như cây này là 900k nè. Đó. Còn cây này là gỗ hồng đào, là cây gỗ hồng đào là 1,3 triệu chưa bao gồm cái dân kiện chuyển ha. Ừ. Rồi thằng thùng gỗ đẹp đó, nhưng mà mới vừa về nữa, chưa có kịp bắt dây ha. Đó, chưa gấp dây để kịp. Ừ. Còn ở trên thì đây này viên gấp dây rồi nè, nhưng mẫu này gốc tốt nè, nó cả nhà theo gốc tốt nó rất là đẹp ha. Thì mẫu này 2,3 triệu, 2,3 triệu. Cái này mẫu này 1,9 triệu, 2,9 triệu đó. Rất đẹp ha đó. Còn mẫu này là 3,5 triệu nha cả nhà, mẫu này 3,5 triệu. Mẫu hồng đào bông lúa, mẫu bông lúa này thì cũng có giá là 2 triệu à. Có ti chỉnh cần. Tiếng rất là hay luôn, tiếng rất lớn luôn, rất nhẹ dây. Còn đàn sến thì 1,1 triệu chưa bao gồm phí vận chuyển như cả nhà. Sến 1,1 triệu, rồi phí inox 2,2 triệu, rồi sến trung tốt thì 2 triệu, còn cái này là 1,6 triệu cả nhà. Cái này mẫu này với cái này là 2 triệu nha. Thì 2 triệu thì tiếng nó rất là hay luôn. Đây còn đàn cái màu trắng này là 2,8 triệu ha, là tặng bao da bao phí vận chuyển luôn. Còn mấy cái mẫu này là 4,5 triệu, mô bin đặc biệt hết luôn ha, khóa Đài Loan 4,5 triệu, 4,5 triệu luôn ha, 4,5 triệu. Cái này mẫu hàng này là 7 triệu. Cái hàng này 7 triệu. Thì đây là đàn kìm, nó đàn kìm thì có giá từ 1,5 triệu cả nhà. Cẩm lai thì 3,5 triệu nó, cẩm lai 3,5 triệu, mặt ngô đồng phía bên ốc. Đó. Quá đẹp luôn ha. Thì cả nhà mình có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Số điện thoại Duy Nguyễn là 0987994759. À quên đó, giới thiệu nhà cả nhà mình là sông lan ha. Đó. Sông lan giá 250 cái ha. Rồi, đây là dây đàn, đó. Dây đàn các loại anh em mình có nhu cầu thì ủng hộ. Miếng dán chống chày. Đó, dây đàn thùng đường điện. Đó, thiết bị live stream. Rồi tăng âm nó vân vân. Thì cả nhà mình cũng có nhu cầu thì ủng hộ với Nguyễn nha. Rồi cái này là pick ở dưới này, pick cup này là cho đàn thùng. Cái hàng này của Hàn Quốc, này của Hàn Quốc nha, giá 250k. Đây mua đen đây, này của Hàn Quốc nha. Rồi, cái nhà mình có nhu cầu thì ủng hộ với Nguyễn nha. Nhưng Nguyễn nhắc lại số điện thoại với Nguyễn là 0987994759. Mọi người có thể kết bạn Zalo với Nguyễn số này nha.
Nguyễn nhắc lại số điện thoại của Nguyễn là 0987 994 759. Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý anh em mình video tiếp theo nha.